Cuốn 62 giải thích phẩm chiếu minh thứ 40, Kinh Đại Bát Nhã ghi. Phần 2, phẩm đại sư thứ 38. Kinh: Bấy giờ Tuệ Mạng Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ấy là Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có thể chiếu rõ hết thảy pháp vì rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, nên lễ Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật không dính mắc ba cõi. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật trừ các tối tăm vì hết thảy phiền não vọng kiến đã trừ. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là tối thượng trong hết thảy pháp trợ đạo. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật an ổn vì dứt được hết thảy khổ não sợ hãi. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật hay cho ánh sáng về có năm mắt trang nghiêm. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật hay chỉ đạo các chúng sanh tà kiến xa lìa nhị biên. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là trí nhất thiết chủng vì hết thảy phiền não và tập khí dứt. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là mẹ các Bồ Tát Ma Tát vì hay sanh ra các Phật Pháp. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh chẳng diệt vì tướng nó không. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật lìa xa sanh tử vì chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật làm thủ hộ kẻ không được cứu hộ vì bố thí tất cả chân bảo. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đầy đủ lực vì không có gì có thể phá hoại. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật hay chuyển xoay bánh xe pháp 3 lần, chuyển 12 hành tướng vì hết thảy các pháp không chuyển không trở lại. Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật hay chỉ bảy các pháp tánh vì vô pháp hữu pháp không. Bạch Đức Thế Tôn, nên làm sao cúng dường Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, nên cúng dường Bát Nhã Ba La Mật như cúng dường Thế Tôn, nên lễ bái Bát Nhã Ba La Mật như lễ Thế Tôn. Vì sao? Vì Thế Tôn không khác Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật không khác Thế Tôn. Thế Tôn tức là Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật tức là Thế Tôn. Trong Bát Nhã Ba La Mật ấy xuất sanh chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán, A La Hàm, Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàn. Từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, 4 niệm xứ cho đến 8 thánh đạo phần. Từ trong Bát Nhã Ba La Mật ấy sanh ra Phật 10 lực, 18 pháp không chung, đại từ đại bi, nhất thiết, chủng trí. Bấy giờ Thích Đại Hoàn Nhân tâm suy nghĩ rằng vì nhân duyên gì? Xá Lợi Phất hỏi việc ấy, suy nghĩ xong nói với Xá Lợi Phất, vì nhân duyên gì nên hỏi việc ấy? Xá Lợi Phất nói với Thích Đại Hoàn Nhân, Kiều Thi Ca, Bồ Tát Ma Tát được Bát Nhã Ba La Mật thủ hộ, có sức phương tiện thiện xảo, nên đối với thiện căn tạo tác được ở khoảng trung gian từ khi mới phát tâm, chờ đến khi chủ pháp vị của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, tất cả hòa hợp lại, mà tùy hỷ hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên ấy nên tôi hỏi việc ấy. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật của Bồ Tát Ma Tát hơn thí Ba La Mật, giới, nhẫn, tấn, thiền, Ba La Mật, ví như người mù bẩm sanh, hoặc trăm hoặc ngàn hoặc trăm ngàn người mà không có ai dẫn trước, thời không thể theo đường đi vào thành. Kiều Thi Ca, năm Ba La Mật cũng như vậy, để Bát Nhã Ba La Mật thời như người mù bẩm sanh, không kẻ dắt thì không thể đi đường, không thể được trí nhất thiết chủng. Này Kiều Thi Ca, nếu năm Ba La Mật được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo, thời bấy giờ năm Ba La Mật gọi là có mắt, có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo, được gọi là Ba La Mật. Thích Đại Hoàn Nhân nói với Xá Lợi Phất, như lời ngài nói có Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo năm Ba La Mật nên được gọi là Ba La Mật. Xá Lợi Phất, nếu không có thí Ba La Mật, thời năm Ba La Mật cũng không được gọi là Ba La Mật. Nếu không có giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, thời năm Ba La Mật cũng không được gọi là Ba La Mật. Nếu như vậy, cớ sao chỉ tán thán Bát Nhã Ba La Mật? Xá Lợi Phất đáp, như vậy, Kiều Thi Ca, không có thí Ba La Mật, thời năm Ba La Mật không được gọi là Ba La Mật, không có giới Ba La Mật, nhẫn, tấn, thiền Ba La Mật, thời năm Ba La Mật không được gọi là Ba La Mật. Nhưng Bồ Tát Ma Ha Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật thời có thể đầy đủ thí Ba La Mật, giới, nhẫn, tấn, thiền Ba La Mật. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật là tối thượng, đệ nhất, tối diệu, vô đẳng đẳng đối với năm Ba La Mật. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, Bạch Thế Tôn, làm sao sanh Bát Nhã Ba La Mật?